Chào các bạn, hôm nay sẵn mình đi làm việc trên đường đi, mình sẽ quay lại cái cảnh chợ hoa cùng những ngày cận Tết cho các bạn nha. Các bạn thấy chứng minh nhé. Đây, trước tiên là chúng ta đi về chợ Cầu Trắng các bạn. Đây, chợ hoa rất là đẹp. Hello. Số lượng hoa năm nay tương đối là ít hơn năm rồi rất là nhiều các bạn ơi. Những chợ vùng quê thì lác đác những vài nơi để bán bông gì thôi. Đây là khu chợ Cầu Trắng nha. Khu chợ Cầu Trắng mới thành lập cũng rất là sầm uất. Đây là những tiểu thương. Đi review cho các bạn coi một vòng, sau đó chủ yếu là hôm nay mình sẽ tìm những cái nơi để bán bông, xem thử coi mỗi chợ chúng ta bán được nhiều bông hay không các bạn. Đây mình bán bông nữa anh. Đây là các bạn. Lát đác bán vài nơi để bán bông thôi. Hầu như là chỉ bông dạng thọ. Những cái loại bông đa dạng thì lại ít, rất là ít. Hôm nay bán đắt không cưng? Hôm nay như là ít bông đúng không? Bông năm nay chắc có giá năm rồi hả cưng? Đỡ hơn ha. Rồi chúc các bạn bán đắt nha, mau hết nha. Đây. Cái bông này thì chắc có lẽ là nhập từ gốc về. Cái bông nhập thỏ chắc trồng ở đây. Đây, các bạn thấy không? Rác chỉ có dài của bông thế này thôi. Anh bán bông là anh thức kia thì là anh ngủ rồi. Bán gì đây quậy? Bán bông, bán đồ, bán dịch, bán đồ đủ thứ. Bán đủ thứ gì đây hả? Bán hồi góc này đây hả? Tết lớn không gì quậy? Con chỉ giặt rồi. Review chợ để coi bán bông thôi. Đó các bạn, ở chợ Cầu Trắng thì có 3 nơi để mà bán bông, 3-4 nơi thôi. Để qua bên đây coi xem. Bên đây có bài bán thì không nhiều lắm. Nhưng mà bông lại ít, chắc không có đủ cung cấp. Cũng mong là những tiểu thương năm nay kinh doanh bông sẽ có nhiều lợi hơn. Người trồng cũng thế. Năm nay chắc là sẽ có một năm hạnh phúc nhiều bông rồi của các thương lái rồi. Tại vì là chúng ta đi về tới cái hướng này mà cũng không thấy ai bán bông cả. Quần áo rất là nhiều. Chúng ta đến một cái chợ mới, cái chợ kế bên chợ Cầu Trắng, đó là chợ Long Thành. Không khí của ngày 25 Tết. Chưa có gì gọi là nhộn nhịp cả. Cũng có người bán nhưng mà người đi thì mua thì cũng còn hạn chế. Không được.
Hello, hello. Ê, bông năm nay ngon đó. Dễ ha. Đây là sạp chi bích nè, bán bông, bán trái cây rất là nhiều ở chợ luôn. Biết rồi ơi. Hello. Bán đỡ không anh? Chợ Long Thạnh thấy số lượng bông xuống rất là kém các bạn, kém lắm luôn. Hàng hóa bán thì đầy đủ nhưng mà về số lượng bông thì hình như là chưa thấy ai đem bông lên bán. Hôm nay là cận Tết rồi, có nghĩa là bông không có nhiều. Đó, thường thường thì ở trong chợ không có bán thì ở ngoài này, ở ngoài mặt tiền thì các cô các chú mỗi năm là thương lái hay mướn chỗ để bán, và năm nay các bạn thấy không, tôi quay tôi không thấy chỗ nào bán, chứng tỏ là lượng con năm nay rất là ít rồi các bạn. Nên là đi khúc luôn thẳng. Chúng ta đi tiếp tục nha các bạn. Thì các bạn chúng ta lên tới chợ Cái Tắc nha các bạn. Đây các bạn, Cái Tắc là chúng ta chạy thẳng về hướng Cần Thơ. Bên tay trái các bạn, chúng ta sẽ thấy một nơi trưng bày những gian hàng bán bông rồi. Hầu như là thấy nổi trội hơn. Tại vì cái chợ như chợ Long Thạnh, chợ Cầu Trắng thì bông rất là ít các bạn. Ở nơi đây thì đang không tương đối là đầy đủ các loại bông nha. Này là bán bông đắt nha anh. Bán nhiều hơn ha. Tại vì em có đi hai chợ Cầu Trắng, Long Thạnh là không có nhiều bông, có khoảng túm gì chỗ bán. Mà bông thì bông hình như là dạng thọ là nhiều. Hôm nay nấu hàng ấy tụi em bán là muốn chưa rồi. Ờ thì là tốt quá rồi. Hôm nay chắc nghỉ sớm rồi. Năm nay là sẽ có nụ cười ha. Chắc là hy vọng điều đó. Rồi rồi. Nghe các anh chị chia sẻ thấy cũng mừng nha các bạn. Buổi sáng sớm bông vẫn còn mùa xương rất là đẹp. Đây là 25 Tết mình đi review những cái nhà hoa ở các chợ cho các bạn xem. Xem ngày cận Tết mình đi quay lại, xem coi những tiểu thương, những bà con buôn bán có đạt được ước nguyện không các bạn. Thấy hình như là các anh chị nói đều cho là biết là sức mua tốt hơn do số lượng hôm nay ít, người bán cũng ít. Chúng ta đi tiếp nha các bạn. Chúng ta đi tiếp tục. Đây là cổng chào của tỉnh Hậu Giang các bạn. Đường vô chợ Cái Tắc là hai xung quanh hai vỉa đường, cũng có bông bán nhưng mà chỉ lát đát, không có nhiều. Nơi đây mỗi năm là bông bài bán rất là nhiều, năm nay không có bài bán các bạn, để chống rồi.
thì chẳng có đa dạng gì cả, chỉ có một dạng họ thôi thế này đó. Không có được nhiều. À, chỉ được bao nhiêu chậu hồng để bán ra chứ hôm nay ngày 25 Tết thôi các bạn. Thế thì hôm nay sẽ rất là ít nha. Xuống đây chút xíu là chúng ta thấy cũng có một nơi bán bông nè. Số lượng bông thì cũng tương đối ít thôi các bạn, không được nhiều lắm đó, chỉ được chậu thôi. Ở bên đây cũng thế. Các bạn thấy không? Đừng la đắt gì về chậu qua để bán gì thôi. Hoa cúc, mâm xôi. Mình đấy cũng thế. Rồi chúng ta đi tiếp các bạn, đi tiếp thử xem coi được bao nhiêu nơi bán bông nha. Rồi, tiếp tục chúng ta tìm hiểu ở chợ Gành Gòi các bạn. Gành Gòi chúng ta đi từ xa mà chúng ta chẳng thấy ai lắm. Rồi chúng ta đi lướt vòng một chợ nha. Mai đồ bông mai bông giả thì nhiều, nhưng bông thật thì chúng ta thấy ít chứ mà. Hai mươi lăm Tết rồi mà chợ Gành Gòi cũng vẫn chưa được nhộn nhịp. Chúng ta chưa thấy ai bán bông cả, không phải là chưa mà cái số lượng bông không có nhiều, không có bán thôi. Bông đi bán lẻ à? Bán lẻ hả? Trời ơi. Để tôi chạy thêm một phút nữa, một đường nữa tắt xe coi các cô chú có trưng bày bông ở xa xa chợ hay không nha. Chúng ta đi về đường chợ 1000 nha các bạn, tiếp tục đi 1000 nha. Thì chúng ta đi lên cầu Tân Hiệp nha.
ta đi về hướng 1000 xem cái ở khu cặp lộ này có gần chợ có ai chuyên vài bông để bán không nha các bạn. Hôm nay mình đi làm clip về tìm hiểu về nghề bông của các chợ mà miền quê các bạn. Thì các bạn thân mến, chúng ta đi đến một chợ 1000 rồi nha. Đây là cầu Tân Hiệp, cầu vượt của Tân Hiệp nha. Chúng ta xem cây bông ở 1000 như thế nào các bạn. Bông 1000 có lẽ là nó sẽ nhiều á, nhiều hơn các chợ khác á. Đây, số lượng bông anh chị đang nhập về nhà bán đây. Nó tiếng nhiều chứ thật ra cũng chẳng có nhiều các bạn. Bán mai rất là đẹp các bạn. Mai rất là đẹp. Gian đường cũng có những nơi để bán hoa như thế này, hai bên đường chỉ có một khúc đường thôi các bạn, khúc đường. Mình review cho các bạn xem nha. Giấy rất là đẹp đó các bạn. Bạn thấy không? Cũng là hoa giấy rất là đẹp. Sáng sớm mà mùa sương còn đẫm mà. Giấy mini rất là đẹp. Chúng ta lên cây cầu Tân Hiệp nha. Chúng ta lên cầu Tân Hiệp, chúng ta tìm hiểu ở chợ nha. Bây giờ chợ cứ xem. Bán được không anh? Bị đuổi ngoài à. Bị đuổi ngoài hả? Đây là phía trong chợ 1000 các bạn. Chợ 1000 cũng rộng lớn lắm. Chúng ta đi xuống cặp mé sông của khu vực chợ nha. Nơi đây chắc lẽ sẽ có những quà để trưng bày bán ở dưới này. À đúng rồi các bạn.
đây những chỗ hoa văn thọ. Nơi đây rất là vui các bạn, sáng sớm nè, gặp ở dưới bờ kè hàng quán bài bán, các chú ở trong cái thôn quê hay ra để ngồi để tán chuyện. Khu vực chợ đó các bạn, rất là đông vui nhộn nhịp nha. Chào các bạn, mình đã đi buổi sáng rồi, đi vòng vòng các chợ cho các bạn xem về cái tình buôn bán bông của chúng ta. Các tiểu thương thì nhận xét năm nay thì tôi mong rằng tất cả những người buôn bán bông sẽ có một năm trúng giá và mau về nhà sớm ăn Tết nha các bạn. Và một lần nữa xin chào mọi người nhé, mình xin kết thúc clip đây nha.